Ngày 29 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức cuộc họp ra soát công tác chuẩn bị kỳ họp xét duyệt hồ sơ lễ hội với bà Chu Sinh Sam tại cuộc họp thứ 19 của Ủy ban Liên chính phủ công ước năm 2003 tổ chức tại Paraguay từ ngày 2 tháng 12 đến ngày 7 tháng 12 năm 2024. Đến dự có ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Châu Đốc Lâm Quang Thi. Đây là cuộc họp nhằm phối hợp chặt chẽ với trường Đại học Văn Quá Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị đầy đủ các tài liệu luận cứ thông tin về lễ hội dưới bà chú xứ núi sam để bảo vệ hồ sơ được thông qua trước hội đồng xét duyệt tại kỳ họp thứ 19 của quỹ ban liên chính phủ công ước 2003 tại cuộc họp đơn vị tư vấn trường đại học văn hóa thành phố hồ chí minh thông qua mục đích ý nghĩa cũng như chương trình kế hoạch lộ trình của đoàn công tác tỉnh an giang tham dự kỳ họp qua đó các đại biểu cùng nhau thảo luận để chuẩn bị chặt chẽ để chuyến đi của đoàn công tác diễn ra một cách thuận lợi và hiệu quả nhất Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Long Quang Thi, Bí thư Thành ủy Châu Đốc đã ghi nhận những đóng góp tích cực của đơn vị tư vấn trường đại học Giang Quá Thành phố Hồ Chí Minh, của Ủy ban Nhân dân Thành phố Châu Đốc và các đơn vị có liên quan trong quá trình chuẩn bị hồ sơ để trình Ủy ban Liên chính phủ Công ước năm 2003. Qua đó, yêu cầu trường chuẩn bị đầy đủ các tài liệu luận cứ, thông tin của lễ hội chí bà Chú Sứ núi Sam để bảo vệ hồ sơ được thông qua trước hội đồng xét duyệt tại kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Liên chính phủ Công ước năm 2003, làm đầu mối liên hệ các đơn vị liên quan sắp xếp chương trình của đoàn công tác đảm bảo đúng tiến độ an toàn chu đáo đồng thời yêu cầu ban quản trị lăng miếu núi sam cử đại diện của cộng đồng chủ thể nắm giữ vai trò chủ chốt trong thực hành các nghi thức quan trọng của lễ hội chí bà cho xứ núi sam tham dự đoàn công tác